Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới thăm chúc mừng báo nhân dân nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Đồng chí Trần Thanh Mẫn tin tưởng với bề dày lịch sử của mình, tờ báo sẽ tiếp tục phát triển không ngừng trên tinh thần, mắt sáng, lòng trong, bút sắc trong thời gian đất nước đang tiến hành đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội lần thứ 13 của Đảng. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hy vọng báo Nhân dân sẽ tích cực tuyên truyền các sự kiện lớn mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chuẩn bị tổ chức, bày tỏ xúc động và cảm ơn chân thành sự quan tâm mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dành cho báo Nhân dân. Đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, báo Nhân dân đang tập trung tuyên truyền các nỗ lực phục hồi kinh tế sau dịch Covid-19, đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội lần thứ 13 của Đảng và sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc Đồng chí mong muốn báo nhân dân sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm và ủng hộ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cũng trong sáng nay, đoàn đại biểu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dẫn đầu đã tới thăm và chúc mừng báo nhân dân. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá rất cao vai trò của báo nhân dân, đồng thời tin tưởng Báo Nhân dân và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục gắn bó, phối hợp làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chủ trương và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng chí Thuận Hữu gửi lời cảm ơn và mong muốn Báo Nhân dân và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp tuyên truyền các sự kiện quan trọng của đất nước trong năm 2020 và giai đoạn mới. Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, tranh án tòa án nhân dân tối cao tới chúc mừng toàn thể bộ biên tập cán bộ nhân viên phóng viên biên tập viên của báo nhân dân nhân dịp kỷ niệm ngày báo chí cách mạng việt nam